Trận đấu giữa Bayern Munich và Heidenheim vào tối ngày 11 tháng 11 đã chứng kiến một màn trình diễn đầy ấn tượng từ phía Bayern. Phút thứ 14, Leroy Sané đã kiến tạo để Harry Kane ghi bàn mở tỷ số cho Bayern. Đây là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Chưa dừng lại ở đó, phút 44, Harry Kane đã lập cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayern. Điều đáng chú ý là với bàn thắng này, Kane đã phá kỷ lục ghi 17 bàn trong 11 trận đấu Bundesliga, vượt qua kỷ lục cũ của Robert Lewandowski với 16 bàn. Trong 4 trận gần nhất, Harry Kane đã ghi được 10 bàn thắng trên mọi đấu trường. Người chơi xuất sắc khác của Bayern là Leroy Sané, người đã đứng đầu bảng kiến tạo Bundesliga với 6 đường truyền thành bàn trong 11 vòng đấu đầu tiên, bằng Xavi Simon của RB Leipzig. Sau giờ nghỉ, Heidenheim đã chơi quyết liệt hơn và đã ghi được 2 bàn thắng để gỡ hòa 2-2 với Bayern. Tuy nhiên, Bayern đã tạo ra sự chênh lệch với 2 bàn thắng nữa và giành chiến thắng cuối cùng với tỷ số 4-2.